Thông tin từ báo tin tức, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS vào ngày 4 tháng 11 thông báo rằng Triều Tiên đã huy động 300-400 binh sĩ để đắp gò đất trên các tuyến đường Gyeonggui và Đông Hê mà nước này đã phá nổ trong tháng trước. Cạnh các gò đất, Triều Tiên đã xây hào bê tông chống tăng, hào xây tại đường Đông Hê dài 160m và sâu 5m, trong khi hào tại đường Gyeonggui có chiều dài tương tự nhưng sâu 3m. JSC nhận định dường như Triều Tiên đã hoàn thành việc đắp cò đất và xây hào từ hôm 1 tháng 11. Đáng chú ý, một quan chức JCS giấu tên nhận định với hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc rằng những cò đất này không mang tính chất quân sự mà Bình Nhưỡng chỉ dùng để đánh dấu lãnh thổ. Ngày 15 tháng 10, Triều Tiên đã phá nổ nhiều phần của tuyến đường Kiong Kui và Đông Hề sau khi tuyên bố sẽ cắt mọi tuyến đường và đường sắt nối với Hàn Quốc. Hai con đường Kiêung Cui và Đông Hề được xây dựng trong thời kỳ hòa giải giữa hai miền Triều Tiên vào giữa những năm 2000. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chúng không còn được hoạt động do mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Trong một diễn biến gần đây, ngày 31 tháng 10, Triều Tiên xác nhận nước này đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào sáng cùng ngày. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Triều Tiên đã phóng ICBM này để khẳng định năng lực và độ tin cậy của hệ thống tên lửa chiến lược mới. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un một lần nữa khẳng định rằng Triều Tiên sẽ không thay đổi chính sách tăng cường năng lực hạt nhân. Mỹ, Nhật, Hàn tập trận chung với nhau sau vụ thử tên lửa đạn đạo ICBM của Triều Tiên. Thông tin từ báo tin tức, quân đội Hàn Quốc cho biết nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận không quân chung ở phía nam bán đảo Triều Tiên trong ngày 3 tháng 11 với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom B-1B. Hoạt động này nhằm phô trương sức mạnh sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mới nhất của Triều Tiên vào tuần trước. Cuộc tập trận ba bên diễn ra trên vùng biển phía đông đảo Jeju, phía nam Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Triều Tiên phóng thử ECBM Hoa Sang 19 ngày 31 tháng 10. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo tầm xa trong năm nay. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (GCS), trong các cuộc tập trận, các máy bay tiêm kích của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã hộ tống máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ trong khu vực vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và Nhật Bản. Cũng trong khuôn khổ cuộc tập trận, máy bay ném bom hạng nặng tấn công một mục tiêu mô phỏng để thể hiện khả năng áp đảo. Đây là cuộc tập trận không quân thứ hai giữa ba bên trong năm nay. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Hôm 15 tháng 10, Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Thông tin từ VN Express, Ngoại trưởng Triều Tiên Cho ae sun hui tuyên bố trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Moscow vào ngày 1 tháng 11. Chúng tôi không nghi ngờ chút nào về việc dưới sự lãnh đạo tài tình của Tổng thống Nga Vladimir Putin đáng kính, quân đội và nhân dân Nga chắc chắn sẽ giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh thiêng liêng nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Bà Chu Ê nói thêm, xin nhắc lại rằng chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng với các đồng chí Nga cho đến ngày chiến thắng. Ngoại trưởng Triều Tiên không nêu cụ thể, song các hãng thông tấn Reuters, AFP cho rằng quan chức này ám chỉ ngày Nga giành thắng lợi trong cuộc xung đột với Ukraine. Bà Chu e cũng kêu gọi Triều Tiên và Nga tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ song phương theo hiệp ước được các lãnh đạo hai nước ký hồi tháng 6, trong đó có điều khoản về phòng thủ chung. Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov nhắc đến mối quan hệ rất khăng khít giữa quân đội hai nước, thêm rằng điều này sẽ giúp Nga và Triều Tiên cùng nhau giải quyết các vấn đề an ninh quan trọng. Quan chức Nga cho biết, chúng tôi rất biết ơn những người bạn Triều Tiên vì lập trường có nguyên tắc của họ liên quan sự kiện đang diễn ra ở Ukraine. Ngoại trưởng Choe đang có chuyến thăm chính thức Nga. Trước thêm hội đàm, bà Choe và ông Lavrov đã tham dự lễ khánh thành biển kỷ niệm chuyến thăm Liên Xô năm 1949 của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Choe diễn ra trong lúc phương Tây đang cáo buộc Triều Tiên đã triển khai hàng nghìn binh sĩ Tây Nga và có thể điều động lực lượng này tới tham chiến tại Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia hôm 30 tháng 10 bác thông tin khẳng định đây là cáo buộc một chiều nhằm chuyển hướng chú ý khỏi những vấn đề thực sự gây ra mối đe dọa với hòa bình và an ninh thế giới. Ông nhấn mạnh hợp tác giữa Nga và Triều Tiên trong quân sự cũng như các lĩnh vực khác đều phù hợp với luật pháp quốc tế. Đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 10 cũng khẳng định nước này không đưa quân hỗ trợ chiến dịch của Nga ở Ukraine, gọi cáo buộc trên là tin đồn vô căn cứ. Hai ngoại trưởng Nga và Triều Tiên không nhắc đến các thông tin này trong cuộc gặp. Nga và Triều Tiên có chung đường biên giới đất liền cùng quan hệ lịch sử từ thời Liên Xô. Ông Putin từng thăm Triều Tiên hồi năm 2000 ngay sau khi trở thành tổng thống để gặp lãnh đạo Kim Jong Un. Hai nước xích lại gần nhau hơn kể từ khi Nga phát động chiến dịch tại Ukraine vào đầu năm 2022. Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6, lãnh đạo hai nước ký kết hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có điều khoản quy định rằng nếu một trong hai nước bị tấn công, quốc gia còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các trợ giúp khác. Thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 3 tháng 11, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố sách trắng, trong đó cáo buộc Tổng thống Jun Suk-yeol thực hiện các chính sách đẩy Hàn Quốc đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Tài liệu do Viện Nghiên cứu Quốc gia Thù địch của Triều Tiên biên soạn và được hãng thông tấn nhà nước KCNA công bố, trong đó chỉ trích những phát biểu liều lĩnh của Tổng thống Jun về chiến tranh, việc ông từ bỏ các thỏa thuận liên triều, tham gia vào kế hoạch chiến tranh hạt nhân của Mỹ và phát triển quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật Bản và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Báo cáo viết những động thái quân sự ngày càng tồi tệ của họ chỉ dẫn đến hậu quả nghịch lý là thúc đẩy Triều Tiên tích trữ vũ khí hạt nhân với tốc độ cấp số nhân và phát triển hơn nữa khả năng tấn công hạt nhân của mình. Từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Jun áp dụng lập trường cứng rắn với Triều Tiên. Chính quyền của ông cáo buộc Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng bằng các cuộc thử vũ khí và hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bình Nhưỡng đã thực hiện các bước để cắt đứt quan hệ liên triều. Định nghĩa lại, Hàn Quốc là quốc gia thù địch và từ bỏ mục tiêu thống nhất quốc gia bằng biện pháp hòa bình. Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt liên triều gần biên giới. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã xây dựng các chiến hào lớn trên các đoạn đường trước đây. Về danh nghĩa, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ cuộc chiến 1950-1953. Thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã đào ít nhất hai hào lớn cắt ngang các tuyến đường bộ và đường sắt ở khu vực biên giới với Hàn Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên phá hủy các tuyến đường xuyên biên giới vào đầu tháng này. Hiện tại, vẫn chưa rõ các hào này dùng để làm gì. Ước tính hào tại điểm giao cắt phía đông dài khoảng 150 mét và chỉ có đất đá ở một bên. Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs BBC chụp vào ngày 30 tháng 10 cho thấy một hào cắt ngang đường bộ và đường sắt chạy qua phần phía Tây của khu phi quân sự giữa hai nước. Căng thẳng giữa hai nước đang ở mức cao nhất trong nhiều năm khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố cắt đứt quan hệ và từ bỏ mục tiêu hòa giải lâu dài với Hàn Quốc. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc có lập trường cứng rắn đối với tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Công việc xây hào dường như bắt đầu ngay sau khi Triều Tiên tiến hành phá hủy có tổ chức một đoạn đường gần Khe Song, một thành phố biên giới ở phía tây của Triều Tiên, và một đoạn đường bộ kết hợp đường sắt gần biên giới phía đông giữa hai nước vào ngày 15 tháng 10. Trong các hình ảnh của Planet Labs, dấu hiệu đầu tiên của các hào xuất hiện vào ngày 17 tháng 10 sau khi mây che khuất tầm nhìn trong 4 ngày trước đó. Hào phía tây nằm cách ga Dorasan khoảng 1,7 km. Đây là ga cuối cùng ở phía Hàn Quốc trên tuyến đường từng chạy tới khu phức hợp nhà máy hiện đã bị đóng cửa tại Khe Song. Các nhà máy này từng được hai nước cùng điều hành cho đến khi Seoul đóng cửa vào năm 2016 sau một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Trong ảnh vệ tinh, có thể nhìn thấy một số xe có thể được nhìn thấy tại khu vực đào hào, trong đó có xe di chuyển đất đá. Công việc tương tự cũng diễn ra một điểm qua biên giới giữa hai nước dọc theo bờ đông bán đảo Triều Tiên. Có một hào cắt ngang đường ngay trước một cổng biên giới của Triều Tiên trong khu phi quân sự. Các nhà phân tích tại trang web 38not chuyên về Triều Tiên là những người đầu tiên nói về các hào này. Họ nói rằng công việc đào hào bắt đầu gần như ngay lập tức sau khi Triều Tiên phá hủy các đoạn đường bộ và đường sắt. Các nhà phân tích ước tính rằng hào phía tây dài khoảng 125 m và rộng khoảng 7 m, có các đống đất lớn ở hai bên. Hào và đống đất này có mục đích không dùng để làm gì ngoài việc dường như là một loại rào chắn nhằm cắt đứt các liên kết giao thông. Gò đất có thể là một phần của hàng rào hoặc có thể chỉ là đất tạm thời để đó trong quá trình xây dựng. Họ cho biết một số xe tải vẫn ở khu vực đào hào, cho thấy công việc vẫn chưa hoàn thành. Hình ảnh vệ tinh chụp các con hào xuất hiện trong bối cảnh ngày 31 tháng 10, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM lần đầu tiên sau gần một năm. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết, được sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã phóng ICBM này để khẳng định năng lực và độ tin cậy của hệ thống tên lửa chiến lược mới. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh một lần nữa rằng Triều Tiên sẽ không thay đổi chính sách tăng cường năng lực hạt nhân. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc có cuộc thảo luận thường niên tại thủ đô Washington của Mỹ. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày 31 tháng 10, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia nước này sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên sau vụ phóng ICBM mới nhất này. Trong khi đó, Tổng thống Jun Suk-yeol chỉ đạo quân đội Hàn Quốc phản ứng mạnh mẽ để đối phó với hành động của Triều Tiên. Theo thông tin từ VN Express, Triều Tiên thông báo thử ICBM nhằm tăng cường năng lực săn đe hạt nhân của đất nước và đã lập các kỷ lục mới, nhưng không nêu cụ thể. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vào ngày 31 tháng 10 cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM rất quan trọng nhằm tăng cường năng lực săn đe hạt nhân. Ông Kim khẳng định vụ phóng là thông điệp cảnh báo đối với các kẻ thù của Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ không bao giờ thay đổi lập trường về việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân. KCNA nói vụ phóng đã xác lập các kỷ lục mới về năng lực tên lửa của nước này, song không nêu cụ thể đó là những kỷ lục gì. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS phát hiện một tên lửa phóng từ khu vực Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông lúc dạng sáng nay. JCS cho rằng đây là loại tên lửa đạn đạo tầm xa sử dụng nhiên liệu rắn mới. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết Triều Tiên đã phóng ICBM, thêm rằng đây dường như là mẫu tên lửa mới vì nó đã bay xa khoảng 1.000 km trong 86 phút, lâu nhất từ trước đến nay và đạt độ cao lớn nhất hơn 7.000 km, vượt qua các thông số ghi nhận của những vụ thử tên lửa trước đó. Phát ngôn viên JCS Lee Song Jun cho biết tên lửa Triều Tiên có thể đã được khai hỏa từ xe phóng 12 trục, phương tiện phóng lớn nhất của Bình Nhưỡng được nước này công bố hồi tháng 9. Thông tin trên khi đó làm dấy lên đồn đoán cho rằng Triều Tiên đang phát triển một loại ICBM lớn hơn các dòng hiện hành. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Shin Savet cáo buộc vụ phóng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gây căng thẳng không cần thiết và có nguy cơ làm mất ổn định an ninh trong khu vực. Tokyo và Seoul cũng lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng cho rằng đây là hành động đe dọa hòa bình quốc tế phát ngôn viên lee nhận định triều tiên cố tình chọn thời điểm tiến hành vụ phóng gần với ngày bầu cử tổng thống mỹ nhằm tăng vị thế trên bàn đàm phán trong tương lai trong khi đó triều tiên cho rằng vụ thử tên lửa là hành động quân sự phù hợp đáp ứng được mục đích thông báo cho các đối thủ về ý chí đáp trả của chúng tôi theo thông tin từ báo Tiền Phong, các nghị sĩ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã đặt một bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào vị trí sẵn sàng và có thể sẽ phóng tên lửa này đúng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên có thể sẽ tìm cách thể hiện khả năng phát triển vũ khí chiến lược của mình bằng cách phóng một tên lửa tầm xa hoặc tiến hành vụ thử hạt nhân thứ bảy vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Nghị sĩ Lee Seong Kegon ngày 30 tháng 10 cho biết một bệ phóng di động đã được triển khai để sẵn sàng phóng thử ICBM. Thông tin trên được ông Lee đưa ra sau phiên điều trần kín của Quốc hội với các quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc phòng DIA. Ông cho biết việc chuẩn bị bệ phóng di động TL đã hoàn tất. Nó đã được triển khai tại một địa điểm cụ thể và một vụ phóng ICBM để xác định khả năng đưa đầu đạn trở lại khí quyển có thể sẽ diễn ra vào thời điểm xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước hoặc sau vào tháng 11. Một nghị sĩ khác là Park chun won nói rằng DIA không tin tên lửa đã được đưa vào bệ phóng, mặc dù nó cũng có thể đã được vận chuyển đến địa điểm trên triều tiên đã thực hiện một loạt các vụ phóng tên lửa icbm theo quỹ đạo thẳng đứng để các tên lửa rơi xuống trong khoảng cách ngắn hơn nhiều so với tầm bắn được thiết kế một phần vì lý do an toàn và tránh hậu quả chính trị khi phóng tên lửa vào sâu trong thái bình dương nhưng họ cần tiến hành một vụ phóng với quỹ đạo tiêu chuẩn để đảm bảo đầu đạn có khả năng tái nhập khí quyển trong khi vẫn duy trì được khả năng kiểm soát để bắn trúng mục tiêu đã định theo thông tin từ Việt Plus, sáng ngày 31 tháng 10 theo giờ Việt Nam, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS chưa nêu rõ thông tin chi tiết, song cho biết lực lượng này đang tiến hành phân tích vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Động thái của Triều Tiên diễn ra sau khi giới chức quân đội Mỹ và Hàn Quốc có cuộc thảo luận về quốc phòng thường niên tại Washington trong ngày 30 tháng 10. Lần gần nhất, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn là cách đây hơn một tháng, vào ngày 18 tháng 9. Theo thông tin từ Việt Plus, Triều Tiên đã nâng cao mức độ an ninh xung quanh nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng cách sử dụng các phương tiện gây nhiễu thông tin liên lạc và thiết bị phát hiện máy bay không người lái. Theo Yonhap, trong phiên họp Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 29 tháng 10, cơ quan tình báo quốc gia NIS của nước này cho hay Triều Tiên đã tăng cường đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un do lo ngại về một âm mưu ám sát có thể xảy ra. Theo NIS, Triều Tiên đã nâng cao mức độ an ninh xung quanh nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng cách sử dụng các phương tiện gây nhiễu thông tin liên lạc và thiết bị phát hiện máy bay không người lái. NIS lưu ý rằng ông Kim Jong-un đã có khoảng 110 hoạt động công khai trong năm nay, tăng khoảng 60% so với năm ngoái. Cơ quan này cũng cho biết Triều Tiên đã ngừng sử dụng lịch su chê, một hệ thống đánh số 5 dựa theo năm sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành trong tháng 10 này, đồng thời Bình Nhưỡng đang tăng cường nỗ lực củng cố vị thế của ông Kim Jong-un với tư cách là nhà lãnh đạo duy nhất của đất nước thông tin từ Việt Plus, cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Washington giữa Ngoại trưởng Cho tae yoon Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-hyun của Hàn Quốc và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ. Nhân Háp đưa tin ngày 28 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán theo thể thức 2 cộng 2 giữa các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của hai nước trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên gia tăng. Bộ này cho biết Cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 31 tháng 10 giờ địa phương giữa Ngoại trưởng Cho Tae-yoon, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Jong-hyun của Hàn Quốc và Ngoại trưởng Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ. Theo bộ này, các quan chức hàng đầu của hai nước sẽ có cuộc thảo luận rộng rãi về bán đảo Triều Tiên, liên minh song phương và các vấn đề khu vực và toàn cầu khác. Hai nước cũng sẽ đưa ra tuyên bố chung sau các cuộc thảo luận. Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm Triều Tiên được cho là đã cử quân đến Nga để có thể triển khai tại Ukraine. Hàn Quốc và Mỹ đã xác nhận việc Triều Tiên điều động hàng nghìn binh sĩ đến miền đông nước Nga. Thông tin từ báo Hà Nội mới, ngày 28 tháng 10, hãng thông tấn Yonhap cho biết Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã phối hợp với chính quyền các địa phương để tăng cường khả năng phòng chống thiết bị bay không người lái trong bối cảnh lo ngại an ninh ngày càng tăng. Theo đó, Hàn Quốc sẽ triển khai các hệ thống chống máy bay không người lái tại các cảng ở Busan, Incheon và Ulsan trong năm tới. Bước sang năm 2026, các hệ thống này cũng sẽ được thiết lập tại Jeju, cách thủ đô Seoul 316 km về phía nam. Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cũng cho biết các hệ thống này sẽ bao gồm các thiết bị để xác định cách tiếp cận của thiết bị bay không người lái, chẳng hạn như radar, máy ảnh và máy quét tần số vô tuyến, cùng với các thiết bị gây nhiễu có thể vô hiệu hóa chúng. Cùng ngày, truyền thông Triều Tiên cho biết các phân tích do nước này tiến hành đối với nhật ký bay của thiết bị bay không người lái rơi ở Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này cho thấy thiết bị đã cất cánh từ hòn đảo biên giới bên Neon của Hàn Quốc ở Hoàng Hải vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 8 tháng 10. Căn cứ vào đó, Triều Tiên cáo buộc quân đội Hàn Quốc đứng đằng sau cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái. Đáp lại, quân đội Hàn Quốc gọi tuyên bố mới nhất của Triều Tiên là đơn phương, đồng thời từ chối sang mình. Daily NK dẫn nguồn tin cho hay, Triều Tiên được cho là đã ra lệnh cho lực lượng tiền tuyến tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ dọc biên giới với Hàn Quốc, bao gồm cả việc giải thêm mìn ở khu vực một cách ngẫu nhiên. Theo nguồn tin, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã chỉ đạo hai quân đoàn tiền tuyến đồn trú ở khu vực phía Đông thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ thị viết, chúng ta hãy kiên định bảo vệ biên giới phía Nam của đất nước và ghi lại di sản chiến thắng. Bình Nhưỡng được cho là đã ra chỉ thị này hôm 18 tháng 10, một ngày sau khi Quốc hội Triều Tiên sửa đổi hiến pháp để coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Trước đó, Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt ở Gyeonggi và Đông Hề gần khu vực phi quân sự ở biên giới Liên Triều. Đây là những tuyến đường nối với Hàn Quốc và từng được xem là sự kết nối của hai miền bán đảo. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho hay đây là phản ứng của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận được tổ chức tại Hàn Quốc, cũng như việc Mỹ thường xuyên đưa vũ khí có khả năng tấn công hạt nhân tới khu vực. Truyền thông nhà nước cho biết những công trình bị phá bỏ sẽ được thay thế bởi các pháo đài phòng thủ trong tương lai. Trong chỉ thị gần đây, Triều Tiên được cho là đã yêu cầu quân đoàn 1 và 5 xây dựng mạng lưới phòng thủ kiên cố để tách biệt lãnh thổ nước này với Hàn Quốc. Theo nguồn tin, công binh Triều Tiên sẽ tiến hành giải mìn ngẫu nhiên dọc biên giới và hạn chót để hoàn thành là trước ngày 1 tháng 12, thời điểm Bình Nhưỡng có thể tiến hành cuộc tập trận. Trong thời gian qua, Triều Tiên cũng đã đặt thêm mìn ở khu phi quân sự, một vùng đệm dọc theo cả hai bên biên giới khi căng thẳng với Hàn Quốc không ngừng nóng lên. Khu phi quân sự rộng 4 km ở hai bên đường phân giới quân sự biên giới, trên thực tế giữa hai bên sau chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Tại khu vực này, hai bên cài những bãi mìn dày đặc biến nó trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Hồi giữa tháng, Triều Tiên đã ra lệnh cho quân đoàn pháo binh gần biên giới về Hàn Quốc chuyển sang tình trạng sẵn sàng khai hỏa. Căng thẳng tại khu vực bán đảo Triều Tiên không ngừng nóng lên trong thời gian qua khi cả hai bên đều cáo buộc nhau có những hành động khiêu khích. Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tập trận chung để đáp trả lại các vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng chỉ trích các cuộc diễn tập này là hành vi có tính thù địch đe dọa tới an ninh Triều Tiên. Gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này sẽ nhanh chóng thực hiện các động thái để trở thành cường quốc quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này cho thấy mục tiêu của Mỹ và Hàn Quốc về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa dường như khó thành hiện thực trong tương lai gần.